Blue Shirt 4 được ra mắt vào năm 2018 là một phiên bản cập nhật của Blue Shirt 3. Ở phiên bản lần này, Blue đã có một lần đột phá khiến cho nó có vị thế ở trong cách ứng dụng giả lập hiện nay. Hiện tại, Blue Shirt 4 đã được ra mắt hơn 5 năm nhưng vẫn giữ được vị thế của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn tất cả tần tật về cái Blue Shirt 4 này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tải nó vào một cái trang web này. Sau đó, mọi người bấm vào tất cả phiên bản. Mọi người kéo xuống dưới sẽ thấy Blue Shirt 4. Và mình khuyên mọi người nên tải phiên bản Blue 64-bit và 32-bit thay vì là phiên bản Hyper V. Còn ở bên trên là Blue Shirt 5, nhưng ở clip này chúng ta nên tải Blue Shirt 4. Đầu tiên mọi người bấm vào tải về, sau đó mọi người bấm vào nút lưu. Tiếng Anh là Save, nó sẽ vào phía bên trái ở màn hình. Chúng ta sẽ bấm vào và hiển thị ở trong thư mục để cài đặt nó. Chúng ta bấm vào nó và bấm Open. Bấm Run để nó cài đặt. Và phần này thì nó cũng khá đơn giản, mọi người có thể tự tìm hiểu. Và mình đã cài đặt rồi nên nó hiện lên thông báo là đã insert rồi nè. Và nếu ai mà gặp cái lỗi này ở trong khi bật cái Blue Shirt 4 lên á, thì mọi người có thể làm theo mình để có thể fix được cái lỗi này. Đầu tiên mọi người vào trong thanh công cụ tìm Control Panel. Mọi người vào cái Control Panel này và vào cái mục Program. Sau đó vào phần thân Windows Future On Off như ở trên màn hình. Ở đây mọi người cần chú ý, mọi người sẽ tắt đi những cái mà mình nói. Đầu tiên mọi người sẽ tắt cái Hyper5 này. Cái này lúc đầu nó sẽ tích ở đây, mọi người tắt đi. Mọi người lưu ý bật nó lên và tắt tất cả mọi thứ ở bên trong của nó. Tiếp theo, mọi người gõ chữ V và nó sẽ ra cái Virtual Micro Brom Form và cái Windows này. Mọi người tắt liền hai cái này cho mình. Tiếp theo là cái Windows Sandbox và Windows ở dưới nó đây. Mọi người tắt luôn hai cái này. Mọi người bấm OK thì nó sẽ lưu và sau đó nó sẽ chạy những cái gì đó và Windows nó sẽ yêu cầu mọi người reset máy thì mọi người cứ reset máy cho mình. Sau khi thực hiện mấy cái bước đó, mọi người đăng nhập vào Blue Shirt 4 bằng Gmail để tải được cái Free Fire cho mình. Sau khi tải Free Fire, mọi người vào Free Fire. Thường thì Blue Shirt 4 nó sẽ yêu cầu chúng ta phải đợi nó từ 10 đến 15 giây thì nó mới có thể vào game. Mọi người cứ yên tâm và đợi, chắc chắn nó sẽ vào game thôi. Mọi người bấm vào. Đầu tiên mọi người sẽ vào phần setting để điều chỉnh những thứ ở trong Free Fire và ưu tiên bật FPS cao. Sau đó mọi người thoát ra và vào phần Blue Shirt setting. Mọi người chỉnh những cái setting phù hợp với máy của các bạn nhất. Và hãy biết máy mình mạnh hay yếu, hãy chọn những setting phù hợp và nhớ bật FPS 240 ở trong đây. Sau đó mọi người sẽ liên quan đến phần chỉnh phím. Ở phần phím này thì mọi người có thể setting theo cái thỏa thích của mình hoặc mọi người có thể tham khảo của mình. Và cái quan trọng nhất, mọi người cần phải chọn trên chế độ Standard. Cái chế độ này thì mọi người sẽ đỡ bị loạn nút và phím hơn. Cũng như là những lần sau khi kết thúc trận đấu thì chuột nó sẽ không bị biến mất. Nó sẽ không tự xuất hiện và biến mất. Ở đây mọi người có thể chỉnh phím tùy ý theo mọi người. Và quan trọng nhất ở trong game FPS đó chính là độ nhạy. Mọi người sẽ vào phần setting của cái nút này. Ở đây chúng ta có độ nhạy X là độ nhạy ngang, lướt ngang trái phải. Và độ nhạy Y là độ nhạy lên xuống. Mọi người có thể tham khảo của mình hoặc là lên trên mạng tham khảo của người khác. Và mọi người hãy lưu ý cái phần tùy chỉnh cho mình nhé. Vì phần này đã khiến cho mình đau đầu hơn 30 phút. Hay nói đúng hơn là mấy tiếng. Và sau đó mọi người vào độ nhạy của game và chỉnh về thành công hết. Và mình đã vào trong một cái trận đấu để test. Ở trong trận đấu này mình phát hiện ra độ nhạy nó vẫn bị loạn. Và mình cảm giác nó bị loạn và nó còn bị đứng chuột nữa cơ. Mình nghĩ đó là do nó bị ở trong phần độ nhạy và mình đã ngồi chỉnh cái phần độ nhạy này rất nhiều. Mình chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần và kết quả của nó thì không mấy là khách quan. Mình kéo luôn cả cái nút bắn này sang nút bắn bên trái nhưng mọi thứ vẫn không khách quan, nhưng mà bo đã thu vào nên mình đã quyết định chạy vào trong nhà. Ở trong nhà mình cảm thấy trận đấu này không thể nào mà cân ba được nên mình quyết định ra và bắn thử một người. Và khi mình bắn thì tâm của mình nó đưa lên trên trời và không còn kéo xuống được nữa. Vấn đề này khá là nặng và qua các trận đấu thì trận nào mình cũng đã thử test chỉnh cách phím nhưng mà không mấy khách quan. Mọi thứ nó vẫn như vậy, độ nhạy vẫn loạn xì ngầu, nút di chuyển thì bị loạn và tâm thì bị đứng,
Đây là những cái lỗi mà anh em hay gặp, cũng như bây giờ mình đã gặp. Đây là do mình đã đổi sang một cái máy mới. Mọi người có thể thấy nút di chuyển vừa nhảy theo cả người mình. Nút di chuyển này bị kéo ra giữa màn hình. Đây cũng là một lỗi mà chúng ta hay gặp. Tổng lại những cái đoạn này chúng ta đã thấy được những lỗi: đứng chuột, loạn màn hình, nút di chuyển bị loạn ra giữa màn hình, và nó ảnh hưởng đến game FPS như FIFA rất là nhiều. Và những cái trận tiếp đấu tiếp theo thì mình vẫn cứ ngồi chỉnh, và mình đã chỉnh đi rất lại nhiều lần, từ trong setting của PUBG, từ trong setting của FIFA đến setting của BlueStacks, nhưng không mấy khách quan. Và mình trận đấu này thì mình nghe thấy tiếng chân và mình phải lên giúp cho đồng đội của mình. Mình lên thì thấy kẻ địch, nhưng mà mình khá là bị loạn nút, vậy nên mình bắn không có được hay cho lắm. Thấy kẻ địch ở dưới nhưng tâm lại bị đứng ở cái bên, không dí vào người địch, và sau đó mình đã khắc phục lại được. Nhưng vấn đề này làm cho mình bị thao tác khá là chậm, phải gọi là rất chậm. Bây giờ mình di chuyển thì bị loạn, bây giờ mình chỉ còn quyết định là nhảy lên và liều bắn được nhiêu máu thôi. Nhưng đồng đội của mình thì ở bên dưới này một mình, sau đó một thì không thể cân hai, nhưng trận đấu này mình đã thua. Tiếp theo mình lại tiếp tục ngồi chỉnh đồ nhảy, và mọi người hãy chú ý cái phần tùy chỉnh cho mình, phần này là một phần rất quan trọng. Sau đó mình chỉnh không kịp và nút di chuyển lại còn bị kéo, làm cho mình chết ở ngoài bo. Điều này khiến cho mình cảm thấy rất là cay cú, mình thoát game luôn. Sau đó mình vào phần luyện và mình test trải nghiệm, và mình cảm thấy nó khá là xì ngầu, không ổn cho lắm. Mình đã thử xóa luôn cả những cái phím tắt ở trong BlueStacks để cho nó mượt hơn, nhưng mà mọi chuyện không quá khách quan. Mình đã thoát ra ngoài sảnh rồi vô huấn luyện không biết bao nhiêu lần. Mọi thứ dường như làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu, lại bị đứng tâm. Mặc dù sấy có thể phun đỏ, nhưng nút di chuyển bị kéo ra giữa màn hình. Và bây giờ là khoảng 4 giờ 30, gần 5 giờ chiều. Mình đã bỏ cuộc. Nhưng gần lúc 8 giờ ngày hôm đó, sau một trận đá banh cực kỳ cực liệt, thì mình quay trở về nhà và đầu óc của mình toán hơn, và mình nhận ra một điều, đó chính là phần tweet. Chính là cái phần mà nãy giờ mình lưu ý mọi người. Mọi người hãy vào clip này của mình và lưu một cái này. Một trong những cái đồ nhạy mình test có khoảng 5 cái. Mọi người vào, mọi người lưu vào phần tùy chỉnh. Sau đó mọi người vào lại trong game và mọi người test thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái đồ nhạy bình thường như lúc trước mà mình hay bắn, vì bây giờ đồ nhạy của mình nó sẽ không còn bị loạn nữa. Mình không biết có hay không, nhưng mình cảm thấy nó đã quá là mực rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy thử hai khẩu súng để mình bắn cho mọi người xem. Mình lướt màn hình thì mình cảm thấy nó khá là mượt. Rồi, đồ nhảy của mình đã quay lại trở lại như cũ rồi. Đây là BlueStacks 4. Mọi thứ lại quay lại trở lại như cũ. Mình bắn được hit shot, bắn tâm không bị loạn, nút di chuyển không bị loạn, tâm không bị đứng. Mọi thứ đều dường như là quá tuyệt vời. Mọi người có thể thấy mình di chuyển qua di chuyển lại rất là mượt mà. Đoạn này là do thao tác của mình thôi. Và mình bắn là full đỏ luôn. Phun vào là do mình kéo ngu thôi. Lại tiếp tục phun đỏ, lại phun đỏ. Đó là do chúng ta có một đồ nhảy mượt mà, đó là do phần tùy chỉnh ở trong phần setting mà mình lại không chú ý đến. Và lúc nãy thì mình ngồi mình setting lại cũng gần 30 phút thì mình mới chú ý ra được cái phần đó. Và mình nhớ là mình đã làm một cái clip về vấn đề này, nên mình đã lấy lại những cái đồ nhảy lúc đấy. Và những cái đồ nhảy lúc ấy thì nó vẫn còn tuyệt vời cho đến bây giờ. Mọi người có thể quay trở lại những clip đó. Sau đó mình quyết định vào một trận game, và mọi người nhớ vào clip này nha. Clip này năm 2022-23 gì đó. Mọi người thấy có tận 5 cái đồ nhảy, mọi người có thể lấy từng cái mọi người test. Vào một trận đấu tự chiến hiện tại, và một vấn đề ở trong cái video này mà mình không nhắc tới, đó là vấn đề FPS. Vấn đề này thì mình làm khá nhiều clip rồi, nên mình sẽ không làm ở trong clip này nữa, mà clip này sẽ nghiêng về phần nút và phím hơn. Và mọi người thấy mình đặt keo bị loạn. Và bây giờ là cách để đặt keo hết loạn. Mọi người làm y chang những thao tác mình vừa làm đó. Và bấm lưu nha, nhớ bấm lưu nha. Rồi xong, bây giờ nút keo của mình đã hết bị loạn. Mình sẽ thị phạm cho các bạn xem. Đấy, nút keo của mình đã mượt mà ngay, không còn bị loạn nữa. Và clip này tổng hợp lại, mình đã chữa cho tất cả các bạn rất nhiều lỗi, từ loạn nút, loạn phím, đứng tâm đến loạn keo ở trong BlueStacks 4. Và bây giờ sẽ là trận đấu của mình. Bạn bên kia thì chọn là khẩu DE. Và khẩu DE này thì mình có một cái xỉ chó, đó là mình bắn không bao giờ bắn được 2 viên. Tức là mình phải bắn 1 viên để hit shot.
đó là một cái xì chó và điều đó khiến cho mình thua thanh niên bên kia. Thanh niên bên kia chỉ còn bắn mình một phát nữa là mình chết rồi. Trận đấu tiếp theo thì đơn giản hơn, thanh niên đang chạy thì mình kéo cái full đầu rồi. Nếu mà trận đấu tiếp theo thì mình được chọn súng và mình đã chọn cho mình một khẩu shotgun 2 viên. Thanh niên bên kia có vẻ như đã bị lắc, mình tưởng là mình sẽ kéo hết shot hay lắm nhưng mà bắn mít rồi, bắn lỗi rồi. Thanh niên bên kia thì cuối cùng đã vô lại và mình đã bắn full đầu thanh niên kia. Tiếp theo mình cứ ngỡ là mình sẽ lao lên và bắn chết nó để hoàn thành cái giao đấu này, nhưng mà không, thanh niên bên kia bắn cũng hit shot mình. Và đến trận cuối cùng thì thanh niên lại chọn AC-90, đây là khẩu súng sở trường của mình mà. Mọi người có nhớ cái clip mà mình làm từ 160fps lên 220fps không? Vậy nên cái trận đấu này mình thắng là chuyện bình thường, mình kéo tâm khá nhanh. Thanh niên bên kia thì có vẻ như kéo khá chậm và mình đã chiến thắng. Clip này cảm ơn các bạn đã xem clip và nó giúp bạn được những gì. Nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé.